Ôi, rất vui đã gặp đại đại gia đình thân mến của em trên kênh Cây Cảnh Giá Rẻ mọi người ơi. Thì tối hôm nay lên clip của 5 cây thôi mọi người, cả ngày nhà ơi. Tranh thủ lựa cái nhà nha. 5 cây tối nay giá cũng mềm mà cây cũng rất là xinh nha. Thì đây. Thì có một cặp mai dáng bay. Dáng bay để đẹp cái nha. Để đẹp nha. Đây hai phôi kia cũng giá cũng cực kỳ mềm mại luôn. Đó. Rồi, đây, đây, đây cũng em cũng chia sẻ cùng mọi người. Đây là những số cây mà anh em đã gửi lại cho em đây nè. Đó, em cũng rất là đơn giản khi mà cách trồng rất là đơn giản cả nhà ha. Đó, rồi bên em là em xin nhắc lại là bên em là bán cây là bao sống, là bảo đảm cho anh em luôn nha. Bao sống của em, anh em có thể gửi lại cho em 2 tháng lá già như thế này em sẽ giao cho anh em, đó là chắc chắn cây đã sống rồi ha. Đó, anh em có thể gửi lại em bao ghép luôn. Thì trên clip này thì em xin thông báo lại cho anh em á, cây của anh em gửi lá đã già rồi. Em một lần xin nhắc lại anh em có gửi cây cho em thì chụp hình gửi qua Zalo cái những cây anh em đã chốt lại cho em cái nha. Tại Zalo em nó dữ liệu nhiều quá em xóa bớt rồi. Đó thì gửi lại cho em để em chuẩn bị ghép cây cho cả nhà nha. Đó, anh em nào cần ghép cây thì cứ nhắn lại giúp em cái nha. Em bây giờ anh em gửi nhiều quá em cũng không có nhớ nổi á. Đó là sơ suất của em xin lỗi anh em đã gửi cây nha. Rồi, để không mất thời gian của quý báu của gia đình mình thì cây đầu tiên là cây số 1 chúng ta là một cây đế rất là đẹp. Đó, một cốt đặc. Đó, một cốt đặc đế đẹp cả nhà nha, đế đẹp. Thân nó thì là khứa bạnh cả nhà. Đó, thân da nó khứa bạnh nha. Nó cốt lên rất là dễ thương nha cả nhà. Chi tàn đóng rất đều luôn. Rồi, vào thông số luôn chị. Thành 48 chị đo ngay cái eo luôn chị, đây eo cô để trên luôn chị. Để anh em dễ hình dung. Rồi, thẳng thước lên. Eo 45. Rồi, eo là 45. Mét 2. Cao mét 2. Dễ thương quá cả nhà, cây dễ thương quá cả nhà. Bầu đế 53. Bầu đế 53 xoay vòng chị. Cây quá dễ thương cả nhà. Đó, cây dễ thương cả nhà ha. Có một cành bên đây xoắn bên đây rất duyên nè. Đó. Rồi, thì clip này thì cây số 1 này em giao lưu cả nhà chỉ có 2.000k thôi, chưa bao gồm phí vận chuyển, bên em là bao sống nha, cây rất là dễ thương cả nhà. Cây đế đẹp, thân nó xoắn cả nhà, rất thương yêu nha. Cây quá xinh xắn luôn cả nhà ơi. Đó, chỉ có 2.000k trong một gốc mai hoành 48 này thôi ha. Rất là đơn giản, rất là dễ thương luôn. Đó. Mỹ miều. Đó, da xoắn rất là dễ thương. Ôi, chỉ có 2.000k thôi cả nhà ơi. Rồi, em xin phép kết thúc clip cây số 1 và em tiếp tục với cây số 2 cả nhà mình nha. Tiếp tục là một cây trực lắc cả nhà ơi, một cây trực lắc rất là dễ thương nha, dáng cổ cả nhà. Đó, trực lắc dáng cổ. Thì cái này em có rút tay cành hờ cho cả nhà, nếu mà mình không ưng kiểu em làm thì có thể mình rút xuống nữa cả nhà nha. Nó mình rút xuống đây nữa cả nhà. Rút xuống đây lấy chi này làm chỉnh chủ lại cả nhà. Nó rất ok nha. Đó. Có là gợi ý với em thôi, cái này là tùy cả nhà nha. Rồi, vào thông số luôn chị. Cây này đế khá là duyên cả nhà. Cây này có bộ đế bên kia khá là duyên nha. 47. Hoành là 47 cả nhà. Cao 57. Cao 57. Bầu đế 50. Bầu đế 50 xoay vòng chị. Rồi cái này em giao lưu cả nhà là 1.500k chưa bao gồm phí vận chuyển cả nhà nha. Bên này có bộ đế rất là dễ thương nè cả nhà. 1.500k chưa bao gồm phí vận chuyển, bên em là bao sống hoàn toàn cây này, cây đặt cả nhà nha. Cây chúng ta là đặt cả nhà nha. Đó. Rất là thương, rất là yêu luôn cả nhà. Cây rất là đẹp đó ha. Đó. Xinh xắn nha cả nhà, xinh xắn nha. Đó, đế quái nè. 1.500k thôi cả nhà mình ơi, 1.500k thôi. Rồi nhanh tay chút về lựa cả nhà nhé. Rồi em xin phép xuống clip cây số 2 và tiếp tục với cây số 3 cả nhà. Rồi tiếp tục với cây số 3 cả nhà mình ơi. Cây số 3 cái là một cây là một cốt trực cả nhà nha. Một cốt dáng trực cả nhà. Thân nó hơi quắn, hơi xoắn cả nhà nha. Thân nó xoắn cả nhà. Để rất là duyên nè. Nó rồi vào thông số chị mình. 44. Hoành là 44. Cao 75. Cao 75 cả nhà ơi. Bầu đế 54. Bầu đế 54 xoay vòng đi chị. Cây khá là duyên cả nhà ha. Thân xoắn cả nhà. Thân xoắn đế đẹp. Đó, ơi, bên đây là có cái lũa chi ở đây cả nhà. Cái này phần này gì mình nạo lại cả nhà nha, nạo chám lại cả nhà ha. Đó, hoàn toàn là cây nó nói chung là rất là duyên rồi. Đó, đế cũng khá là duyên luôn. Rồi, cái này em giao lưu với cả nhà là 1.700k chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Bên em là bao sống hoàn toàn 100% cả nhà mình nha. Cây rất là thương yêu cả nhà, thân xoắn cả nhà ha. À, rất là ok cả nhà mình ơi. Rồi, em xin phép kết thúc clip cây số 3 và tiếp tục với cây số 4. Em tiếp tục với một cây dáng bay cả nhà nha. Một cây dáng bay rất là thương yêu cả nhà. Đó, đế khá là ổn luôn. Đó, đế nè. 1 2 3 4 5 ha.
để khá đều cả nhà, 1 2 3 4 5. Bên này có cái để nhỏ là 6. Rồi, để khá ổn cả nhà. Vào thông số luôn chị. Tay cành rất là lắc cả nhà ha. Tay cành này lắc 3D rất đẹp nè, giống người ta uống luôn cả nhà. Đó. Hoành là 41. Cao 84. Cao 84. Cây duyên quá cả nhà. 50. Rồi, quay vòng đi chị. Bầu đế 50. Đây, từ từ. Đó, cả nhà thấy không? Chi cành đóng rất là đều cả nhà. Cây này ỉnh cái bo ghép mình có một cây bay chơi rất là đẹp luôn cả nhà ha. Đó. Quá duyên cả nhà ơi, cây bay này quá duyên cả nhà ơi. Cây bay này quá duyên, quá khéo cả nhà. Đó, thì cây bay này em vô luôn cả nhà là 1800k cả nhà mình ơi. 1800k cho một cây bay rất là duyên, rất là lắc, quá đẹp luôn cả nhà. Xoay vòng mặt kia lại chị. Đó, từ từ thôi. Rồi. Rồi, để thấy không? Lắc 3D tài cảnh rất là đẹp, 1800k ra mềm mại luôn, bộ đế 24 giờ luôn ha. Rồi, em xin phép xuống clip cây số 4 này và tiếp tục với cây số 5. Clip cuối cùng chúng ta là cây số 5 này cũng là một cây bay luôn cả nhà nha. Một cây bay, cây này đế cực kỳ là khủng luôn. Đây, đế này. Ôm hết bầu luôn. Đó, đế là full bầu luôn. Quá yêu cả nhà ha. Đế khủng quá cả nhà. Quá đã cả nhà ơi. Cây da xù xì rất là đẹp nha. Da xù xì rất là thương luôn. Đó, cây bay, tay cành bay rất là thương nè cả nhà. Đó. Rồi vào thông số chị mình. Quay quanh kia luôn, quay bên kia cho dễ thấy. Quay. Rồi, vào thông số luôn. Cây này già chát cả nhà. Tay cành đẹp quá. Cái chi bay nó 40. Hoành là 40. Cao 58. Cao 58. Bầu đế 50. Bầu đế 50. Nó cái nè, thấy cái đế, cái bộ đế không? Đế như con bạch tuộc luôn nè. Nó quá dữ dội. Rồi cái này em cũng giao lưu 1800k luôn cả nhà nha. Một cây này đế quá khủng cả nhà. Đế quá khủng luôn, cũng 1800k luôn cả nhà nha. Cây quá đẹp, quá thương yêu luôn cả nhà ha. Đế quá êm, quá đẹp luôn. Đế 24 giờ cây này, đế bao hết bầu, phun bầu luôn. Đó. Rồi clip cuối cùng cũng là clip cái số 5 này cũng là clip cuối cùng của tối hôm nay. Thì em chúc cả nhà có một nhiều sức khỏe, niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên mái ấm gia đình. Hãy nhớ xem kênh của em, hãy nhớ bật đăng ký và chia sẻ giúp em nha. Kênh em là bán bao sống, cả nhà thấy thương tội em thì nhớ chia sẻ giúp em nha cả nhà nha. Rồi nó quá đã cả nhà ha. Thì clip hôm nay có một số cây tương đối cũng khá là êm, nó giá rẻ mà em đã bao sống rồi cả nhà, cái mạnh tay chốt ha. Rồi em xin phép hẹn gặp lại cả nhà vào 7 giờ tối hàng ngày cả nhà nha. Rồi em xin phép kết thúc clip đây ạ. Rồi chào cả nhà nha. Rồi.